Vâng, hello, xin kính chào toàn thể quý anh chị bà con đã đến với kênh Thủy sản 365 nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà con cách làm một cái bể nuôi cá trong gia đình nhà mình. Hoặc là sau này chúng ta có thể nuôi cả ếch hoặc là các cái đối tượng cá khác. Và cái mô hình này là khá đơn giản đối với các bác nông dân của chúng ta. Đấy, đây là tổng quan khu chăn nuôi của chúng tôi này, bên này có chuồng lợn. Và đây là hệ thống bể cá chúng tôi dùng để nuôi các cái đối tượng cá như là cá trê. Thì bà con có thể thiết kế như này để chúng ta chăn nuôi khá là đơn giản nhá. Đấy. Về cái bể này thì có diện tích là khoảng 8 mét bà con nhá. Chiều kia là khoảng 2 mét và chiều này là khoảng 4 mét. Đấy. Thì bà con thiết kế bằng gạch xây gạch ốp tường như thế này. Đấy. Cái độ dày của cái tường này thì là chúng tôi làm khoảng chiều dài khoảng 20 phân. Đấy, 20 phân. Này. Về chiều cao thì chúng tôi đang để là khoảng 80 phân anh em nhé. Ở đây thì thiết kế thêm các cái ống xả như thế này nè. Bà con lưu ý này. Cái ống xả như thế này thì sau này cái nước chúng ta bơm lên trực tiếp thì nó ra đây. Đối với nước giếng khoan nhé, hoặc là nước chúng ta bơm dưới ao lên, nó sẽ qua cái hệ thống này và nó ra đây. Khi nó sẽ đi ra các cái lỗ nhỏ này, nó sẽ làm tăng cái lượng oxy, tăng lượng oxy trong cái bể cá của chúng ta lên nhé. Đây, càng nhỏ càng nhiều thì cái lượng oxy càng cao, kiểu như chúng ta thiết kế các cái máy sục ấy. Đó, đây hệ thống nước này. Đó, tổng quan đây. Đó. Cái chiều cao này thì anh em để khoảng 80 phân nhé. Tùy nhu cầu của anh em thôi. Đây, chúng tôi đang để 80. Bên dưới thì các cái bể này được thiết kế là có cái hình chữ nhật và nền đáy thì chúng tôi không có, đây thì hiện tại chưa lát gạch hoa. Đấy. Anh em mà có điều kiện thì nên lát gạch hoa vào. Đó. Chúng ta sẽ thiết kế chiều nghiêng. Đấy, đầu lấy đầu vào, còn chiều nghiêng thì chúng ta sẽ thiết kế ở nghiêng dần về phía rốn cái ao này. Và ở phía cuối thì chúng ta nên thiết kế một cái rốn như thế này anh em nhé. Đây, cái rốn thì anh em có thể làm như chúng tôi đây. Chúng ta sẽ đào sâu xuống, âm về bên dưới khoảng độ 20 đến khoảng 30 phân nước. Đấy, 20 đến 30 phân. Sau đấy chúng ta sẽ thiết kế một cái ống như này. Thì ở video trước tôi cũng đã thiết tư vấn và hướng dẫn bà con thiết kế cái ống xả như thế này rồi. Bà con có thể xem lại cái video đấy, tôi sẽ để link ở phần mô tả đây. Đấy, bà con có thể thiết kế như này để chúng ta xả nước trong cái quá trình mà lấy nước ra. Đó. Bên ngoài thì bà con bố trí các cái hệ thống đường nước chảy này nhá. Để xả nước trong cái quá trình mà xả ra các cái kênh mương ấy. Đấy. Đây. Đấy thì bà con có thể xả ra. Và khi mà không cần nước thì chúng ta có thể bịt lại như thế này. Đấy, để duy trì cái mực nước. Cái chiều cao này sẽ cao tương ứng với cái mực nước ở trong bể chúng ta nhé. Đó. Cái chiều cao này sẽ cao tương ứng với cái mực nước trong bể này. Đó. Đó, bà con nhìn thấy chưa? Đây thì chúng tôi làm nhiều bể. Đấy. Bên trên thì bà con sẽ làm cái hệ thống mái che nữa, nhưng mà đây chúng tôi hiện tại đang hết cá nên chúng tôi không để cái mái che. Sau này bà con sẽ thiết kế một lưới đen ở bên trên này để che cho cá nhé. Đấy, tất cả các bể đều làm giống như nhau. Các cái rốn nước này. Đó. Thế để chúng ta có thể thu dễ dàng nhé. Đó. Đấy, trên đây thì đã chia sẻ với bà con cách làm cái bể cá nhé. Đấy, làm cái bể cá như thế nào đây. Thì anh em nào mà chưa từng làm bể thì có thể tham khảo cái mô hình này. Đấy. Vì cái diện tích thì anh em có thể tăng lên hay giảm xuống tùy vào nhu cầu của anh em nhé. Đây chúng tôi làm như thế này là theo cái diện tích ở đây chúng tôi cũng có hạn. Nên chúng ta làm với cái diện tích nhỏ thế này thôi. Đấy. Trong này có nước đây này. Khi mà chúng ta xả cái đường ống này ra thì nước nó sẽ ra được anh em nhé. Đây ví dụ nhé. Cái mực nước trong này sẽ bằng cái nước ở trong này anh em nhé.
Và khi chúng ta thiết kế như thế này, chúng ta xả ra thì nước nó sẽ ra được. Đó, thế là chúng ta xả ra nước nó sẽ ra như thế này. Đó. Đấy, thì là hôm nay tôi đã chia sẻ với toàn thể quý anh chị em một cái mô hình và cái phương pháp chúng ta xây cái bể này. Đấy. Anh em có thể nếu mà quan tâm về cái bể này có thể liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn nhé. Video đến đây là hết. Mà anh chị em nào cảm thấy cái video này hay và ý nghĩa, cấp thêm cho anh em cái kỹ thuật nuôi, thì anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và đồng thời like, chia sẻ video này cho những ai đang quan tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.